Ở yếu tố này thì chúng ta sẽ bàn về Johnny trở thành đàn ông $2. Một trong số những người thầy của tôi là có tên là Jim Rohn. Ông là một nhà diễn thuyết, một nhà truyền cảm hứng gốc Mỹ. Chính ông là người đã giúp tôi rất nhiều trong việc hình thành triết lý cuộc sống của bản thân. Jim Rohn đã qua đời vào tháng 12 năm 2009. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên chân thành từ ông. Tôi rất tâm đắc với lời khuyên đó. Đơn giản nhưng đúng. Trở thành một người đàn ông $2. Chính xác. Điều mà ông muốn truyền đạt trong câu nói này là gì? Bạn có lẽ đang thắc mắc câu hỏi đó. Để tôi giải thích. Theo như ông nói ở đây, mỗi khi tôi cần cho ai đó $1, tôi sẽ đưa cho anh ta $2. Hãy học cách bỏ $2 mọi lúc. Cho dù chỉ $1 thôi cũng đã đủ rồi. Làm như vậy không phải vì $1 kia có ý nghĩa với phục vụ bàn hay là tiếp viên khách sạn, mà là vì bạn. Khi bạn bỏ ra nhiều hơn $1, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mình thật rộng lượng. Giống như một người giàu có và thành công, khi bạn đi, bạn sẽ ngẩng đầu cao hơn một chút, nụ cười sẽ thoải mái hơn và dường như bạn đang điều khiển thế giới của chính mình. Và khi bạn quay trở lại khách sạn, bạn sẽ cảm thấy người phục vụ bàn đang chào bạn bằng một nụ cười thân thiện, vì bạn nhận ra bạn khiến bạn có cảm giác rõ ràng hơn giá trị của bản thân. Tất cả việc này có giá trị không hề nhỏ so với $1. Và thông thường khi bạn chỉ thưởng cho họ $1, mức thưởng tối thiểu, bạn có thể sẽ quay ra và cảm thấy hơi ích kỷ và không công bằng. Khi bạn thưởng nhân viên phục vụ, số tiền đó không được ghi trong hóa đơn và sẽ không hy vọng ai sẽ chú ý tới điều đó. Bạn có thể nghĩ rất nhiều người tới nhà hàng này chắc chắn người phục vụ bạn sẽ không quan tâm tới việc ai đã cho bao nhiêu. Bạn quay ra hy vọng không ai để ý, nhưng chắc chắn một người quan trọng nhất bạn và chính bạn. Ở đây mình xin nói thêm nữa là ở nhiều cái nhà hàng ở Mỹ ấy, thì họ sẽ không thu tiền 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 ăn của khách hàng, mà để cho khách hàng tự trả tiền ăn của mình. Đấy. Cho nên mới có chuyện $1, $2 này. Các bạn tham khảo cái bài viết này để từ đó áp dụng cho mình, chứ không phải áp dụng một cách máy móc. Tiếp tục, vì thế thói quen thưởng nhiều hơn $1 không phải vì điều đó có ý nghĩa với người phục vụ, mặc dù chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy vui, mà vì những gì nó mang lại cho bạn. Người đó cho đi và giá trị đó lớn hơn $1. Hãy học cách cho đi nhiều hơn, chỉ còn một chút thôi. Học cách cho đi nhiều hơn làm tim sự ca ngợi và tình yêu, và hãy xem điều đó khiến cho bạn cảm thấy như thế nào. Bạn càng cho đi, bạn sẽ càng cảm thấy giàu có. Một bài học để nhớ: việc cho nhiều hơn $1 thực tế có thể thiên cho bạn có hơn, nhiều hơn bạn tưởng tượng. Hãy trở thành người đàn ông $2, bắt đầu ngay từ ngày hôm nay và nhận ra sự khác biệt mà nó mang lại cho bạn. Hãy học cách cho đi nhiều hơn, chỉ cần một chút thôi. Việc thưởng thêm $1 không phải vì điều đó có ý nghĩa đối với người phục vụ, mặc dù chắc chắn điều đó có thể khiến người ta vui, mà vì những lý do đó mang lại cho bạn. Người cho đi nụ cười Binaka trở lại. Nếu bạn ở Ấn Độ vào những năm 1960 hay 1970, bạn chắc hẳn sẽ nhớ nhãn hiệu kem đánh răng Binaka. Những ngày đó, nếu một đứa trẻ hay một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười sáng, mọi người sẽ nhanh chóng gọi đó là nụ cười Binaka. Những quảng cáo của hãng kem đánh răng này nổi tiếng và cũng dễ nhớ. Để ghi lại khoảnh khắc với cụm từ nụ cười Binaka, nó không bao giờ là lỗi thời. Có một bài học thành công từ Binaka. Bài học thậm chí còn thích hợp hơn với ngày nay.
Một thời gian sau khi hạt kem đánh răng đó đã biến mất khỏi giá đựng kem đánh răng của chúng ta, khỏi cuộc sống, thậm chí là cả ký ức của chúng ta, hãy quay trở lại. Milaga đã từng là hãng kem đánh răng nổi tiếng thời đó. Nó có màu xanh và màu trắng, hay màu xanh và màu vàng. Vâng, nó được đóng hộp và cam kết mang lại một bộ răng nếu khỏe mạnh, một nụ cười Milaga với vỏ ở ngoài. Hơn nữa, mỗi hộp đều có một món quà bất ngờ ở bên trong. Đó là một bức tượng nhỏ hình thù bằng chất dẻo. Mỗi hộp chứa đựng mỗi con vật khác nhau. Tôi còn nhớ rõ cảm giác được chờ đón và bất ngờ khi chúng tôi mở cửa hộp ra, mở hộp ra để lấy con vật ra, thì một bất ngờ mới lần này qua lần khác. Bên cạnh việc cung cấp kem đang bên cạnh việc cung cấp kem đánh răng với chất lượng tốt, tháng này qua tháng khác, mong mẹo của họ chính là nằm trong những món quà bất ngờ đó. Chi phí làm những con thú và đồ chơi này có lẽ không đáng kể so với nhà máy, nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với người tiêu dùng. Nó mang lại sự ngạc nhiên trải răng với kem đánh răng Milaga hay bất kỳ kem đánh răng nào đều có một công việc nhàn, đều là công việc nhàm chán. Nhưng sự vui mừng mỗi khi mở hộp kem đánh răng Milaga, thấy một con thú nhỏ được gấp đặt ở bên trong, thật khó để so sánh. Trong cuộc sống của chúng ta làm mọi thứ theo một chương trình được lập sẵn, và nó có xu hướng bỏ qua yếu tố ngạc nhiên, đó chính là con thú nhỏ trong hộp kem đánh răng. Tại nơi làm việc, các ông chủ luôn mong đợi sự thể hiện, sự tin cậy, chắc chắn trong công việc. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, bạn sẽ nhanh chóng đi vào con đường thắt tiên. Một phong độ ổn định là điều kiện tiên quyết. Nhưng hãy tự hỏi bản thân, bức tượng nhỏ của bạn là gì? Là những người khác, chúng tôi thích điều đó. Chúng tôi muốn một nhãn hiệu đáng tin cậy với chất lượng đảm bảo. Nhưng chúng tôi cũng thích làm cho có một điều ngạc nhiên. Một số các nhà hàng mà tôi thích tại Mumbai là nhà hàng On The Fly. Tại đây, khách hàng có thể tự lựa chọn khay thức ăn của nhà hàng. Con gái tôi rất thích nơi này, một phần vì là chiếc khay, và cũng có thể là phần nhiều là vì cái bánh nhỏ mà họ mời vào cuối bữa ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon, và cảm giác háo hức trước đó chiếc bánh tráng miệng đó sẽ như thế nào thật là thú vị. Với những người mà chúng ta yêu quý cũng vậy, chúng ta sẽ làm điều đó khác với mọi ngày và đem đến niềm vui nhỏ dành cho họ ở đâu đó. Cha và chồng, mẹ và vợ, tất cả họ đều cảm thấy tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hãy tạo ra một bất ngờ cho nhỏ. Bạn đã thêm một phép màu vào tình cảm giữa bạn và mọi người. Những bữa tối kỷ niệm thật tuyệt vời, nhưng họ đã dự đoán được về những điều gì. Thay vào đó, hãy đưa cho bà vợ bạn đi ăn trưa vào ngày bận rộn. Hãy đưa cho bạn bè của con mình ra ngoài ăn những cái kẹo trên biển. Ví như thế, những bất ngờ nhỏ có thể ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Phân bố kem đánh răng có chất lượng đảm bảo là cần thiết, nhưng chưa đủ. Thành công tới khi bạn được kết nối sự tin tưởng và bất ngờ. Những điều có thể dự đoán được và sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó có thể không bao giờ thay thế được sự tin tưởng, nhưng nó tạo ra một giá trị bổ sung tuyệt vời cho những ông chủ, cho những khách hàng và cho những người chúng ta yêu quý. Chúng ta ai cũng muốn được ngạc nhiên để thử tưởng tượng ra con thú nhỏ nhỏ nhắn nó như thế nào. Hãy nhớ, những quà tặng này không bao giờ cũng nhìn chi phí, nhưng chúng tạo ra sự khác biệt tương đối lớn. Nhấc điện thoại lên và nói chuyện với người bạn của bạn mà bạn chưa nói chuyện trong vài năm, gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp của họ của mình. Chia chiếc bánh bạn tự làm tới người hàng xóm mà không phải khi nào bạn cũng gặp. Nếu bạn làm được điều đó, họ sẽ không bao giờ quên. Hãy nghĩ về những niềm vui khi người được bạn dành tặng bất ngờ, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.
cùng với con thú nhỏ mà bạn đã nhầm tặng cho họ. Hãy tưởng tượng tới khoảnh khắc mà họ khoe điều ngạc nhiên mà họ đã sưu tầm trong nhiều năm. Thật kỳ diệu, hãy sẵn sàng làm điều đó, tương tạo cho sự ngạc nhiên bằng con thú trong cái hộp kem đánh răng và mang tới một cười Vinaka cho tất cả mọi người. Tại nơi làm việc, ông chủ trông đợi những thành quả rõ ràng, đáng tin và liên tục. Cố gắng hơn một chút bạn sẽ sớm bước vào con đường thăng tiến. Phong độ ổn định là điều tiên quyết. Hãy tự hỏi bản thân, bức tượng nhỏ con thú của bạn là gì? Nó không tốn nhiều chi phí đâu, nhưng phải tạo nên sự khác biệt. Đấy. Vậy là kết thúc cái phần tạo điều bất ngờ và cho đi này.